Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay, theo như cái lời hứa của cái video khoảng 4 ngày trước nè. Đấy là cái video mà mình ăn mừng 4 ca sắp á. Thì theo lời hứa là hôm nay mình sẽ gọi là làm một cái event. Đấy, một cái video event cho các bạn nha. Đấy, thì hôm trước mình có nói là mình sẽ đăng thêm hai cái video nữa. Đây là hai cái video này. Và cái video thứ ba là cái video của ngày hôm nay nè. Đấy, và mình sẽ làm một cái event để mà cho các bạn tham gia, cũng như là tặng quà rồi cho các bạn ha. Đấy, thì quà nói chung là nó giá trị thì không có cao, không có nhiều. Đấy, nói chung là những cái đồ dùng, đồ cho hamster rồi thôi. Đấy, nhưng mà quan trọng là cái tình cảm rồi ha. Đấy, tình cảm của bạn dành cho mình cũng như là mình dành cho các bạn thì nó sẽ trên hết thôi. Còn quà cáp thì nói chung mà tặng cũng không có giá trị bao nhiêu đâu. Đồ cho mấy con chuột mà nó đâu có giá trị gì nhiều. Rồi, và bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cho các bạn cách thức sơ sơ để mà các bạn có thể tham gia nha. Đấy, thì mấy lần trước mà khi mà mình đạt được 5.000 sub hoặc là 6.000 sub gì đó thì không phải là mình không muốn tổ chức event cho các bạn chơi, mà cái thứ nhất là mình chưa có tìm ra cách nào mà có thể tổ chức event cho các bạn chơi mà nó đảm bảo là công bằng. Đấy, cũng như cho các bạn dễ tham gia. Đấy, và quan trọng là phải công bằng nữa các bạn. Mấy kỳ trước mình tổ chức event ở trên fanpage rồi đó, thì có nhiều người ta chơi rất là ăn gian các bạn. Đấy, cho nên là mình không có thích cái vụ đó. Và hôm nay mình đã tìm ra được một cái website. Đây, cái web này thì hôm trước mình có đã nói sơ ở trong cái video 7k sub của mình rồi. Và hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn cái cách thức mà cái web này nó hoạt động nha. Đấy, thì đây là một cái website mà ở trên Google mình tìm thấy thôi. Thì cái web này ấy, nó sẽ gọi là bóc ra một cái bình luận ở dưới phần ở dưới cái video này. Đấy, thì nó sẽ bóc ra một cái bình luận may mắn ở dưới cái video này. Thì nếu như mà nó bóc trúng cái bình luận nào á thì cái bình luận đó sẽ nhận được quà nha. Đấy, rồi. Và bây giờ mình sẽ nói sơ sơ qua cái cách mà các bạn để tham gia nha. Thì để tham gia thì các bạn chỉ cần xem hết video này của mình là các bạn làm được nha. Thì để tham gia là các bạn thứ nhất là các bạn like cái video này của mình, like một cái, nhấn like liền nha. Còn các bạn nào mà chưa nhấn đăng ký thì nhấn đăng ký cho mình. Và cái thứ hai là các bạn gọi là bình luận một cái dòng cảm nghĩ nho nhỏ. Thì dòng cảm nghĩ này thì mình sẽ chia ra làm hai loại là cái thứ nhất đó là dành cho những bạn nào mà chưa đang nuôi hamster đó, đang nuôi hamster mà xem kênh YouTube của mình luôn á, thì các bạn có thể bình luận là trong quá trình bạn nuôi hamster thì hamster nó cho bạn những cái gì và nó gây phiền phức cho bạn những cái gì, vân vân vân. Ví dụ như là nó giúp cho bạn gọi là giải trí sau mỗi giờ làm việc hay là sau đó, và sau đó thì các bạn có thể là bình luận một cái dòng nhỏ thôi, nêu cái cảm nghĩ của bạn về trong quá trình mà các bạn nuôi hamster. Còn những bạn nào mà không có nuôi hamster mà vẫn thích xem cái video của mình đó thì các bạn có thể bình luận rằng là khi xem cái video của mình thì các bạn có thấy mình chia sẻ nó như thế nào, nó hay hay là nó thiếu sót gì đó, thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Đồng thời là các bạn có thể bình luận thêm những bé hamster thì nó như thế nào, nó cute hay là sao đó. Đó, thì các bạn có thể là bình luận một cái dòng nhỏ nhỏ thôi. Đó, và thêm hashtag nha. Hashtag thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả. Đó, ở dưới phần mô tả, và các bạn chỉ cần kéo xuống và copy cái đường cái hashtag đó và các bạn dán vào cái phần bình luận của bạn là xong. Rồi, và cái tiếp theo nữa trong bình luận của bạn luôn á thì các bạn phải là ghi thêm cái số điện thoại nha. Đó, số điện thoại thì các bạn phải sử dụng cái số điện thoại nào mà alo được nha. Đấy, để khi mà nếu như mà các bạn may mắn mà các bạn nhận được quà á, thì mình sẽ gọi là alo cho các bạn để mà xác nhận thông tin cũng như là yêu cầu các bạn là thêm cái địa chỉ nhà, ví như là tên đâu đó để mình gửi hàng đến chỗ của bạn. Đó. Rồi, và cũng đơn giản thôi. Đấy, các bạn thứ nhất là like, thứ hai là nêu cái cảm nghĩ của mình. Đấy, thứ ba thêm hashtag và để lại cái số điện thoại là xong. Rồi. Rồi, và các bạn lưu ý là mỗi cái tài khoản YouTube của bạn thì các bạn lưu ý là bình luận một lần nha, một lần duy nhất thôi nha. Đây, ví dụ như là cái dòng này thì các bạn bình luận một dòng duy nhất như vậy thôi. Đó, chứ không phải là các bạn bình luận hai ba dòng đi nha. Đấy. Rồi, thì mỗi cái tài khoản các bạn lưu ý là bình luận một lần thôi. Rồi. Và bây giờ mình sẽ gọi là nói sơ qua cái cách thức hoạt động của cái web này nha. Đây, cái web này thì nói chung là mình không có chỉnh sửa hết trơn nha các bạn. Đấy, và hoàn toàn tự nhiên hết, hoàn toàn là do cái web này nó sẽ tự bốc thăm ra một cái bình luận ngẫu nhiên. Đó. Và mình sẽ chia ra làm 5 giải thưởng nha các bạn. Và mình sẽ gọi là quay 5 lần. Đó, sẽ nếu như các bạn nào mà mình quay lần đầu mà trúng ngay bằng nào thì các bạn đó là sẽ nhận được giải nhất. Đấy, và tiếp theo là giải nhì, giải ba, giải tư và giải năm. Đấy. Rồi. Thì đối với cái web này, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái video nha. Đây, mình sẽ ví dụ cái video 7k sub này của mình đi. Đây. Rồi, thì mình sẽ copy cái đường link này. Đấy. Copy cái đường link của 7k sub này. Ví dụ đây, cái video 7k sub này của mình là một cái video event nha. Ví dụ nha. Rồi, và mình sẽ dán qua đây. Đấy. Rồi, và mình sẽ nhấn cái chữ là nhận ý kiến trên YouTube gì nè.
Rồi. Và ở đây nó sẽ hiển thị là số người bình luận duy nhất là 25. 25 này là mình đã lọc ra là những cái tài khoản mà gọi là bình luận lặp đi lặp lại á. Đây mình coi có tài khoản nào lặp đi lặp lại không, mình ví dụ cho các bạn. Thanh Vũ. Đây, đây ví dụ cái tài khoản này các bạn. Đây cái tài khoản Thanh Vũ này đã bình luận một lần ở dưới này và ở trên này bình luận một lần nữa thì nó chỉ lấy một lần thôi nha. Đấy chứ không phải là nó lấy luôn hai lần đâu. Đấy nó chỉ lấy một lần thôi. Rồi. Đây thì nó sẽ hiển thị là 25, tổng cộng là 25 được bình luận. Đấy 25 cái tài khoản và sẽ không bị trùng lặp với nhau nha. Rồi. Và sau khi mình dán cái đường link này xong á thì mình sẽ bấm khởi động. Đấy và nó sẽ quay. Đây nó sẽ đang quay nè. Đó. Và nó sẽ chọn ra một cái bình luận ngẫu nhiên nha các bạn. Đây và nó sẽ ghi đây là người chiến thắng nè. Đấy và nô bùi vậy nè. Đấy và mình sẽ bấm vào đây. Đó. Coi là các bạn này là cái đây là cái tài khoản YouTube của bạn này. Rồi và mình sẽ copy cái đường cái tên YouTube của bạn này. Rồi và sau khi mà mình đã copy cái tên của cái tên tài khoản YouTube của bạn đó rồi thì mình sẽ gọi là dán vào cái chỗ mà tìm kiếm nhận xét này nha các bạn. Đây là cái video 7k người đăng ký hồi nãy mình ví dụ cho các bạn nè. Đấy và mình sẽ dán cái tên của bạn may mắn hồi nãy mình mới quay được đây là No Bùi nè. Đó và mình sẽ tìm kiếm. Đấy, đây là cái bình luận của bạn may mắn nè. Đấy, và mình sẽ gọi là coi cái bình luận của bạn này đã có gọi là đủ những cái thông tin. Đấy, ví dụ như là hashtag và gọi là thêm cảm nghĩ và số điện thoại chưa. Đấy, nếu như đầy đủ rồi thì mình sẽ chủ động liên hệ qua cái số điện thoại mà các bạn đó bình luận ở phía dưới đây. Đấy, và mình sẽ lấy thêm thông tin đồ này kia cái nọ. Và mình sẽ gọi là gửi hàng, gửi quà đến cho bạn đó. Ok, đấy thì cách thức hoạt động cũng rất là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ gọi là ví dụ một lần nha. Đây là cái video hồi nãy luôn nha các bạn. Đây, cái đường link vẫn còn đây. Và mình sẽ chọn người chiến thắng khác nè. Đấy mình sẽ bấm vào đây. Bấm khởi động thì nó sẽ gọi là tìm thêm một người nữa. Đó. Rồi ví dụ bạn này là bạn sẽ thắng giải nhì nha. Đây, người chiến thắng là Thanh Hương vậy nè. Đấy và mình sẽ bấm vào đây. Đấy bấm vào đây. Coi cái tên, đây là cái tên nè. Đấy. Cái tên của bạn may mắn thứ hai. Bấm copy rồi qua cái chỗ nhận xét này của phần bình luận. Bấm rồi tìm kiếm. Đó, rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần bình luận những cái thông tin mà mình hồi nãy mình nói đầu video á. Thì nói chung là cũng rất là đơn giản thôi ha. Và nó sẽ đảm bảo công bằng cho các bạn nha. Đấy, nó sẽ không có là các bạn không thể nào mà chơi ăn gian được với nhau. Và mình này là mình sẽ chơi công bằng. Đấy, những bạn nào mà có gọi là làm đủ điều kiện thì mình sẽ gọi là trao quà cho các bạn đó. Không, chứ không phải là những bạn nào mà mua đồ bên mình nhiều thì mình mới tặng quà cho những bạn đó, đó đâu nha. Đấy, tất cả các bạn đều có thể tham gia hết. Rồi và cái event này thì các bạn có thể chia sẻ đấy để mà nhiều bạn cùng tham gia nha. Và cái event này thì khoảng đâu đó là 100 bình luận nha các bạn. Đây ví dụ chỗ này nè là số người bình luận đây nè, thì nó khoảng 100 người thì mình sẽ gọi là bắt đầu quay và mình sẽ bắt đầu là trao thưởng nha. Còn nếu như chưa đủ thì mình sẽ gọi là vẫn đợi đấy, đợi đến khi nào mà nó khoảng là 97, 98, 99 gì đó thì mình sẽ bắt đầu quay video bốc thăm và cũng như là công bố giải thưởng cho các bạn nha. Rồi và bây giờ mình sẽ ra ngoài và quay cho các bạn xem là những cái phần thưởng trong cái event này sẽ có gì nha. Và đây là tất cả các giải thưởng mà mình sẽ gọi là tặng cho các bạn để trong cái event kỳ này đó. Lòng đồ các thứ các kiểu luôn nha. Đây. Rồi và đây là tổng cộng là có gọi là 4 giải các bạn. Thì mình sẽ có một giải 5 nữa. Giải 5 thì mình sẽ cho các bạn đó. Bạn nào mà may mắn đạt được giải 5 thì mình sẽ cho các bạn đó là chọn bất kỳ 5 bịch thức ăn dặm nha. Đấy, giải 5 thì mình sẽ cho 5 bịch thức ăn dặm. Còn đây là giải nhất nè các bạn. Đây, giải nhất thì nó sẽ có những cái thứ này nha. Đây là mới vô 2 bịch thức ăn nè. Rồi, bây giờ đây là một cái lồng. Giải nhất thì sẽ được nhận một cái lồng nấm nha các bạn. Thì cái lồng này thì mình sẽ lấy bất kỳ màu nào nha. Đấy chứ mình không báo trước được là màu nào. Rồi lồng nấm thì nó có như queo này, trứng ăn, bình nước, rồi nhà giống gì luôn á. Đấy mình gửi combo giống gì luôn. Và một cây mùn cưa 1 kg, một bịch cát tắm 1 kg có mùi thơm luôn nha các bạn. Đây là cát tắm trắng nè. Rồi. Và tiếp theo là 2 bịch thức ăn ngũ cốc, một bịch nửa ký, 2 bịch là sẽ 1 kg. Đây. Đây là combo của dễ nhất. Rồi và bên kế bên cái giải nhất này thì các bạn có thể nuôi được 2 cặp nha, 2 đến 3 bé rất là ok. Còn giải nhì nè, đây giải 2 nè. Rồi, giải 2 thì sẽ được một cái lồng ngũ sắc nha các bạn. Đây lồng ngũ sắc như thế này. Đó. Bên trong thì nó sẽ có kèm theo queo nè, trứng ăn, bình nước. Đấy, nói chung là đủ combo cho các bạn nuôi khoảng 1 đến 2 bé. Đấy, đối với cái lồng ngũ sắc này. Đây queo, trứng ăn, bình nước nha. Bình nước thì bình nước chân không nha các bạn. Bình nước cứ đi kèm theo lồng luôn. Và một bịch cắt tấm 1 kg. Đây là mùng cưa nén nè. Đấy mùng cưa nén luôn nha. Một bịch bắt cắt tấm 1 kg có mùi thơm luôn nha. Đó, còn mùng cưa nén thì nó chỉ mùi thơm gỗ nghe thôi nha các bạn. Và một bịch thức ăn nửa ký. Và một bịch cốm gạo
đó 100g. Đây là giải nhì. Và giải ba, giải ba thì mới vào thì thấy một cái nhà mini, để nhà gỗ mini rồi đó, một cái nhà, rồi một bịch thức ăn ngũ cốc nửa ký đó. Thì nói chung là mình tặng cho các bạn thức ăn đồ cho nó ăn nha. Rồi và một bịch cá sợi, rồi và một bịch cốm gạo 100g, một bịch cắt tấm 1kg luôn đó. Nói chung là đủ combo cho các bạn nuôi hết. Đây là bịch cát body nha các bạn, body trắng nha. Đấy, body trắng 1kg luôn và một bịch mùn cưa 1kg đó, mùn cưa nén 1kg luôn. Rồi đây là giải ba, xong giải ba là bao nhiêu đây. Rồi và giải tư, giải tư chị Tư đâu, chị Tư đây. Rồi giải tư thì có một bịch thức ăn nửa ký nè, rồi một cây mùn cưa 1kg, một bịch sâu, một bịch cát tắm 1kg có mùi thơm nha, và một bịch cát Ấn Độ 1kg luôn. Rồi đây là giải tư. Ok, và còn đối với giải năm á, thì nếu như bạn nào mà may mắn nhận được giải năm á, thì mình sẽ cho bạn đó chọn bất kỳ năm bịch thức ăn dặm nha. Đấy, loại nào cũng được, lấy sâu hay là gì đó cũng được hết. Rồi thì đây là tất cả là năm giải trong kỳ này, để trong cái event kỳ này nha. Thì nói chung là giá trị nó không có bao nhiêu đâu các bạn. Đấy, mỗi giải giá trị cũng không có bao nhiêu hết, nhưng mà nói chung tình cảm là trên hết nha các bạn đó. Thì nếu như mà cái event này các bạn ủng hộ nhiều quá, thì có thể là mình sắp tới mình sẽ tổ chức thêm một vài cái event để cho các bạn xem, cho các bạn chơi lộn, mình nói lộn đó. Thì mỗi lần chơi tặng quà đồ dùng nước ăn rồi đó cho các bạn xài nha. Còn đồ chơi đồ thì mình nghĩ là các bạn dư đúng không, đó, nuôi hamster các bạn mua dư rồi, các bạn chỉ thiếu thức ăn đồ bậy bạ rồi thôi đó. Còn lòng đồ nè, đấy thì các bạn nào mà nếu như dư đó, thì các bạn có thể đi dành, đấy đi dành thay thế đồ mấy chuột mà nó có cắn hư rồi thì các bạn có thể thay thế. Thì nói chung thì các bạn chỉ cần làm theo những cái bước mà mình nói đầu video nha. Thứ nhất là like cái video này đó, thứ hai là thêm hashtag, đấy hashtag đất thú cưng nha. Mình sẽ để cái đường cái hashtag ở dưới phần mô tả, các bạn chỉ cần copy và dán vào cái phần bình luận của các bạn thôi. Thứ ba là các bạn hãy bình luận cái cảm nghĩ của các bạn về hamster đó, hoặc là về cái video mình cũng được. Rồi và thứ tư là các bạn để lại cái số điện thoại nha, để lại cái số điện thoại cho chính xác thì mình, để mình nếu như mà các bạn may mắn thì mình sẽ là trao thưởng cho các bạn, và nếu như sai không mình không gọi được thì có thể là mình sẽ trao cái thưởng nó cho các bạn khác nha. Rồi và đây là tất cả những cái miếng giấy mà mình đã ghi lưu lại những cái giải. Đây là giải nhất nè. Đó, giải nhất có gì mình ghi cho miếng giấy này hết. Đó. Và khi nào mà bạn nào nhận được thưởng mình sẽ ghi tên của bạn vào hóa đơn như thế này. Đó. Và mình sẽ gửi đến chỗ của bạn qua đường bưu điện nha. Đấy, đây giải năm nè, giải năm là năm thức ăn dặm bất kỳ nha. Rồi và để tránh mất lòng thì mình sẽ nói luôn là tất cả cái phần quà này mình sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bạn. Và khi mà hàng tới thì các bạn chỉ cần nhận hàng và trả tiền cước nha. Để các bạn trả tiền ship giùm mình. Rồi thì cái tiền ship thì nó cũng rẻ thôi, tại vì không có thu hậu thì bên bưu điện người ta sẽ không có thu thêm 13.000 thì thu hậu. Thì mỗi đơn như thế thì các bạn trả tiền ship nó có khoảng ba mấy 40.000 thôi à. Rồi và mình sẽ kết thúc video ở đây, và chúc các bạn tham gia event vui vẻ và may mắn nhận được quà nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.